chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ bảy, cùng với giáo xứ, chúng ta cầu nguyện cho thế giới và gia đình được bình an. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thắp biến một con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiên hạ, tình thương mẹ nó vô con ngày đêm, nhuận thâm sáng hồn tràn đầy ơn thiên. Xin mời quỳ. Giờ đây, chúng ta cùng thinh lặng xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là đấng cho tôi trong lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con. Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phán kinh lối nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con chê nén mọi sự. Con nhóc lòng chừa cài và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lăn xa dịp tôi, cùng làm việc đền tội cho xứng an bình. Xin mời cộng đoàn đứng để lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy có đám đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng nhục ngôn mà nói rằng: người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình, và đang khi gieo có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên sỏi đá, vừa mọc lên liền héo đi vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm. Khi nói những lời đó, người kêu lên rằng: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Bấy giờ các môn đệ hỏi người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: phần các con thì cho các con biết những mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Đối với người khác thì dùng dụ ngôn để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó nghĩa thế này: hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt khác rơi trên sỏi đá là những người khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời
và khi đến giờ thử thách thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi xuống đất tốt là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hạnh, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: trong số 4 loại đất, lề đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt, chỉ có tâm hồn của người thuộc loại đất tốt mới sinh hoa trái. Những người này làm theo cách nào để sinh hoa trái? Chúa Giêsu giải thích, đó là những người nghe lời Chúa với tấm lòng tốt lành và thiện hảo. Họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Như thế, để lời Chúa trổ sinh hoa trái phong phú trong cuộc đời mình, chúng ta phải lắng nghe lời Chúa với tâm hồn chân thành, phải hành động theo lời Chúa và phải kiên nhẫn chứ không vội chán nản. Bạn đã đón nhận lời Chúa như thế nào? Lạy mẹ Maria, mẹ đã ghi nhớ lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin mẹ giúp gia đình chúng con biết noi gương mẹ, để gia đình chúng con là mảnh đất tốt cho lời Chúa trổ sinh. Từ đó, chúng con sống xứng đáng là môn đệ Chúa Giêsu, con của mẹ. Amen. Ngắm mầu nhiệm năm sự vui. Thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho đức bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Danh lành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhân lại những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Vâng lạy Mẹ, chúng con, con cháu em và ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không long thanh có kêu khấn bà thương. Ơi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau cõi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi oan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Như muôn đóa hồng rơi về thánh mẫu mong côi, tiếng hát bay cao, tiếng kinh cầu theo mãi niềm tin. Như muôn đóa hồng trong nắng mai, con dâng được nguyện mới lên thân dưới bóng Mẹ hiền. Maria mân côi, Mẹ yêu dấu của con ơi, con nói giao cho vừa chương buồn hồng ân tràn trương. Bao nhiêu năm trôi đi dù lứa sống nhiều hiểm nguy, nhưng vẫn thắm tươi ngày đời con lớn lên trong Mẹ. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn lên nỗi thống khổ của đàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng bỏ đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho đời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, dương họ sáng tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan tài, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mong của Mẹ Maria những lời con nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Cha che chở bảo lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đừng nữ đồng trinh hiền vinh sáng lạn. Lòng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình đất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con.
Lạy ca Thánh Từ Đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.